Xin mời chào các cô các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán giả yêu quý của Nghiện Truyện. Quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay chúng ta lại cùng gặp nhau trong khung giờ quen thuộc và tiếp tục cùng Đình Duy theo dõi tiếp diễn biến của tập 3 tác phẩm truyện Yêu kẻ hoàn lương của tác giả Việt Nga. Ở tập 2 ngày hôm qua chúng ta đã cùng với Đình Duy à, quay ngược thời gian và biết được rằng cái lý do mà khiến cho nhân vật thắng của chúng ta từ một anh học sinh học rất giỏi biến thành một kẻ tội phạm giết người À, tất nhiên thì bây giờ đã được ân xá và chuẩn bị làm lại cuộc đời rồi và chúng ta tiếp tục theo dõi mạch truyện ngay bây giờ với diễn biến của tập 3 qua giọng đọc Đình Duy Chương 13 Lão bố chồng mất nết Cuối giờ học Cô Duyên chủ nhiệm đã bắt chiến Phải xin lỗi và hứa Từ sau không được xúc phạm bạn Thắng cũng phải hứa Không được đánh bạn nữa sau khi tất cả các bạn ra về cô đã bảo thắng ngồi lại và như một người mẹ cô duyên đã an ủi và động viên cậu học trò tội nghiệp thắng đã ôm lấy cô mà khóc lúc đó cậu thì ước ao mẹ cậu cũng quan tâm cậu như cô vốn đã thiếu thốn tình cảm từ khi bố đi nước ngoài mẹ lại thờ ơ và động tí là quát mắng và coi cậu như người thừa thì được một người như cô giáo quan tâm. Thắng vừa cảm động, vừa tội thân vô cùng. Bà Hảo thấy thằng cháu hôm nay lầm lì ít nói, mà quần áo lại lấm lem thì ngạc nhiên lắm. Kéo tay Thắng ôm vào lòng, bà nói, Cổ thân cháu bà, làm sao mà quần áo bẩn hết thế này, tay chân lại chảy chụa cả da nữa, cháu đánh nhau phải không? Thắng không trả lời bà, mà chạy vội đi. Bà Hào gọi giật lại. Ở nhà ăn cơm đi cháu, trưa rồi, không đi chơi nữa. Hôm ấy, gần tối Loan mới về. Người thì sực nức mùi nước hoa. Tự nhiên thắng thế ác cảm về mẹ mình. Nó ghét mẹ. Tại sao đám bạn lại bảo mẹ là đĩ? Tại sao mẹ không ở nhà chăm lo gia đình mà toàn ra ngoài? Hay mẹ không còn yêu bố nữa? Thấy con trai nhìn mình chân chối, Loan khó chịu nói Mày nhìn gì vậy hả thằng danh con? Mới ba tuổi danh đã học đâu cái kiểu nhìn mẹ như vậy. Mẹ ác lắm, mẹ không yêu bố, con ghét mẹ. Bốp, bốp. Không để nang gì bố mẹ chồng, loan lao đến dơ hẳn cánh tay và cho thằng con trai hai cái tát mạnh như trời giáng. Bàn tay cô với những cái móng sắc nhọn được tỉa tót và sơn sửa bắt mắt đã theo cú tát mà để lại nguyên hai bộ móng vuốt trên má thắng. Chưa hả giận, Loan nói: "Mày là cái thứ gì thế hả? Cái loại vắt mũi chưa sạch mà nói nói hỗn hào với tao như vậy à? Đồ mất dạy, mày gọi ngay thằng bố mày về mà dạy nhá, tao chịu hết nổi rồi, chị ám quẻ không à? Giá không có mày, tao đã rảnh rang rồi, không cho ăn học thì tốn cơm. Này chị kia, chị ăn nói kiểu gì thế hả? Đó mới chỉ là một thằng bé con chục tuổi đầu." mà nào có hư hỏng gì chị chửi nó cứ như quân thù quân hẳn như vậy chị là chó chứ không phải người nói rồi bà kéo tay thằng cháu miệng suýt xoa nhìn thấy hai bên má nó hẳn lên những dấu tay của mẹ ông thêm quay sang phía con dâu phản ứng yếu ớt có gì bình tĩnh mà nói chứ sao lại nóng tính thế mà thằng thắng này cũng hư ai lại cãi mẹ như vậy loan điếc đôi mắt sắc như dao về phía bà hảo rồi ngủng ngoậy bỏ vào phòng càng ngày cô càng ghét thằng thắng nó cứ như một vật cản vô hình chắn lấy cô đang bực vì thằng bố nó mấy tháng nay không gửi tiền về giờ lại nghe thằng con nói ghét mẹ thì cô càng biên tiết bây giờ cô mới thấy mình ngu ngốc khi tự nhiên đi giúp đầu vào lấy hùng ai bảo ngày xưa cô ham cái mã cao to đẹp trai của anh ta lại còn nghĩ hùng là con trai một lấy anh sau này không phải lo tranh giành với ai. Giờ mới biết quyết định của mình thực sự sai lầm. Nhìn tấm thân ngà ngọc của mình mà cô tiếc nuối ao ước. Cả ngày nay quần nhau với Toàn ở một nhà nghỉ trên thành phố. Loan mới càng thấy yêu bản thân mình hơn. Đóng cửa buồn, lấy ra mấy tờ tiền vẫn còn mới cáu trong áo ngực mà Toàn đã cố tình nhét vào đó. Loan hôn lên trùn trột lên đó, rồi mỉm cười thỏa mãn Miệng lầm bẩm Cứ trông vào lão hùng thì chết. Bây giờ mình phải tận dụng vốn tự có để kiếm một món. Sau này còn no cho tương lai mới được. Đoạn cô ả à lôi một cái hộp gỗ khảm xa cờ ra. Rồi vút phẳng phi mấy tờ tiền vào đó. Ngắm nghía không biết chán. Trong đó đã có khá nhiều tiền. Được cô xếp gọn ghẽ. Đóng hộp lại. Và khóa chặt bằng một cái khóa con con. Rồi cất cái chìa khóa nhỏ xíu ở một góc tủ. Rồi mới khóa tủ quần áo lại sau đó lấy quần áo đi tắm. Bên ngoài, Thắng vẫn đang ôm lấy bà nội. Ánh mắt ông thêm lại dõi theo con dâu. Lúc này có bà Hảo ở nhà nên ông không làm gì được. Đành phải nén cái sự khó chịu ấy lại và mong đến ngày mai vậy. Bà Hảo dỗ dành cháu. Tối nay con vào ngủ với bà nhá. Bà thương con lắm con à. Cầu mong cho bố mày ở bên kia tránh được hòn tên mũi đạn mà nguyên vẹn trở về. Úi. Cố chẳng biết giờ này đang ở đâu mà mấy tháng rồi không điện đóm gì cả. Thắng thấy bà nhắc đến bố thì quên cả đâu mà nói. Bà ơi, bên Hy Đắc đã có chiến tranh à bà, cháu cũng mong bố về lắm, nếu bố gọi điện bà bảo bố về đi, đừng ở bên đó nữa bà nhé. Ừ, thằng bố mày, nói cứ như ông cụ non ấy, cố gắng học cho giỏi vào rồi bố về bố thưởng quà cho. Thôi đi vào lấy quần áo, rồi đợi mẹ tắm xong thì tắm để ăn cơm nhá. Bà vừa luộc cho hai quả trứng gà đấy. Ai, cổ thân cháu tôi. Những lời bà hào nói không hề trượt qua tai ông thêm một từ nào. Vậy thì càng hay, ông cũng chẳng thích ngủ với thằng bé chút nào. Cho nó ngủ với bà nó cũng được. Còn ông, ông đã có cách của ông. Khẽ nhếch mép, ông thêm gật gù đi vào trong nhà. Đêm ấy, thằng thắng được bà ôm ngủ rõ là thích nó thèm tình cảm lắm lâu lắm rồi nó mới được ôm từ khi bố nó đi nước ngoài đến giờ thì chẳng bao giờ mẹ ôm nó cả ngủ với nó được mấy tháng đầu rồi mẹ toàn kêu khó ngủ và bảo nó lên ngủ với ông nhớ những lần ngủ với mẹ cứ mỗi lần nó choàng tay ôm mẹ thì đều bị mẹ đẩy ra và tỏ vẻ khó chịu đấy là khi mẹ vui còn nếu mẹ buồn hay bực tức điều gì thì đêm đó kiểu gì nó cũng bị ăn chửi và cấu véo tím cả người nhiều lúc nó cứ nghĩ tại sao mẹ nó lại chẳng hề yêu thương nó, cứ như nó không phải là con của mẹ vậy. Nhìn mẹ cứ như mụ gì ghẻ trong chuyện cổ tích mà nó lại thấy tồi thân vô cùng. Mỗi sáng dậy đi học, chỉ có bà là người chuẩn bị cho nó mọi thứ, từ đồ ăn sáng cho đến những cây bút, cái thước hay cuốn vở. Còn mẹ, lúc nó đi học thì mẹ vẫn còn ngủ. Từ nhà đến trường hai cây số mà chẳng bao giờ mẹ đưa nó đến trường bao giờ. Nhìn những đứa bạn được bố mẹ đeo đi học bằng xe đạp, còn nó cứ phải lững thững đi bộ đến trường, ngày nắng cũng như ngày mưa mà nó thấy buồn vô cùng. Tuy vậy, nó học rất giỏi, vì nó có trí nhớ cực tốt. Ai bảo nó sáng dạ và thông minh, nó chỉ cần học một tiếng đồng hồ là cũng bằng bạn bè học cả buổi. Trong lớp nó tiếp thu bài rất nhanh, chính vì vậy Thắng rất hay phát biểu và được cô gọi lên sửa bài nhiều nhất. Chẳng ai nghĩ trong tâm hồn non nớt của nó lại là một đứa bé dễ tổn thương. Trở lại thực tại, bà Hảo cứ thấy thằng cháu trai thao thức không ngủ vì thế nói cứ lăn qua lộn lại thì liền vỗ về an ủi. Bà bảo, hôm nay ngủ với bà một tối, đến mai lại ngủ với mẹ nhé. Thế bây giờ có thích nghe chuyện cổ tích không? Bà kể cho mà nghe. Thắng dãy này lên và ôm cứng lấy bà nội nó suýt buột mồm kể cho bà nghe về việc mẹ hay cấu véo nó mỗi đêm nhưng nó ghìm ngay lại mà nói con thích ngủ với bà cơ từ mai bà cho con ngủ với bà nhé bà kể chuyện cổ tích cho con nghe đi bà bà ôm lấy cậu rồi bắt đầu kể chuyện cho thắng nghe cậu bé từ từ chìm vào giấc ngủ trong câu chuyện đầy cuốn hút của bà bà hào thương cháu đến quặn thắt mãi sau bà mới thiếp đi bên nhà ngoài ông thêm sốt ruột lắm ông nghĩ bụng Sao cái bà này lắm chuyện thế không biết Ngủ thì không ngủ luôn đi còn bày đặt chuyện với cả trò Một lúc lâu sau Ông giả đò đi đến bên giường Và lai người vợ Nhưng thấy bà Hào đã ngủ say Ông liền nhẹ nhàng bước xuống phòng con dâu Ở dưới nhà ngang Loan cũng đang thao thức Người cô cứ dạo rực không thôi bản năng đàn bà thèm khát Khiến cô cứ lăn lộn trên giường như một con rắn Đang trong thời kỳ lột da một người đàn bà cực kỳ mạnh mẽ trong chuyện gối chăn lại phải sống cảnh xa chồng thì làm sao mà cô chịu cho được đầu óc cô thật nghĩ đến những lần ăn nằm với những các đàn ông không phải là chồng mình nhưng đó chỉ là ban ngày còn ban đêm ai sẽ là người thỏa mãn cho cô đây nghĩ đến ông bố chồng với ánh mắt dâm loạn mỗi lần nhìn mình mà cô thấy dạo dược. bản năng của một con cái mách bảo cho cô biết ông thêm đang rất sung mãn rất nhiều lần cô cố tình tạo ra phép thử khi chỉ có hai người ở nhà Cô biết ông thêm đang rất thèm muốn mình. Cũng đúng thôi, ông mới có ngoài 50 tuổi, tầm này vẫn còn sung sức lắm mà. Còn bà mẹ chồng thì đã đến tuổi mãn kinh, nên chắc cũng chẳng còn ham muốn. Có thể như vậy nên hai ông bà mới ngủ riêng. Tiểu mỉm cười một mình khi thấy mình có những ý nghĩ điên rồ. Nhưng rõ ràng là như vậy. Có đôi lần tắm trong nhà tắm, Loan cũng đã phát hiện ra đôi mắt hé nhìn qua một cái lỗ bằng đồng xu ở tường nhà tắm. Nhưng cô kệ. Cô biết thừa đó chính là ánh mắt nhìn trộm của ông thêm, và biết đâu ở màng tường bên kia ông thêm cũng đang nổi loạn đang mơ tưởng đến ông bố chồng thì loan chợt thấy một bàn tay sờ lên người cô mà mắt ra thấy bóng người đó khẽ cúi xuống thì thầm vào tai mình yên lặng nào đêm nay anh sẽ làm cho em sung sướng cô đang nghe thấy cây quái gì thế này nhưng cứ giả đò như đang ngủ loan cựa mình nhưng mắt vẫn đang nhắm chặt cái thế nằm đầy khiêu gợi theo kiểu mời anh sơi thế này thì bố thằng nào chịu được Ông thêm thấy Loan không có động tĩnh gì thì từ từ nằm xuống. Sau nghĩ thế nào, ông lại đi ra chốt cửa phòng rồi mới yên tâm nằm xuống bên cạnh Loan. Đôi tay tham lam của ông cứ từ từ mơn man vuốt ve da thịt Loan. Dần dần bàn tay ấy thám hiểm hết chỗ nọ chỗ kia trên cơ thể người con dâu. Cảm giác từng sợi dây thần kinh căng cứng đang bị ông thêm đánh thức triệt để. Loan không dám thở mạnh. Cố cười thầm trong bụng. Nghĩ chắc ông thêm cũng là một tên sát tổ trên giường không hề tội đây. Chương 14. Loạn luân với bố chồng. Sự im lặng của cô như đồng lõa với hành động xấu xa của ông bố chồng tội lỗi. Bàn tay như có ma lực kia cứ đưa cô vào mê hồn trận hết lần này đến lần khác, nó như một luồng điện chạy khắp cơ thể, bàn tay ấy mới đầu còn e ngại, nhưng càng về sau thì càng mạnh bạo, đôi tay lại bắt đầu nhào nặn bộ ngực rắn chắc ấy. chiếc váy cô mặc đi ngủ đã bị ông thêm tốc ngược lên từ lúc nào, đã lâu lắm rồi. Loan chưa được cảm nhận sự thăng hoa dường chiếu thế này. Mặc dù có luôn để tâm hồn mình đi hoang. Ngoài hùng ra thì Loan đã nằm với không ít đàn ông, với nhu cầu cực mạnh trong chuyện chăn gối, Tiểu Loan cảm thấy bao nhiêu cũng không đủ. Một người đàn bà dâm loạn tuổi 30, với hừng hực nhựa sống, đã bắt đầu khám phá ra cái mỏ vàng ngay trước mặt mà mình cần phải khai thác triệt để. Hai con người tội lỗi ấy cứ quấn lấy nhau mấy tiếng đồng hồ, mà kệ tuần phong mỹ tục và cái thứ gọi là đạo lý cha con. Tất cả những ý niệm đó không có ở đây. Hiện tại chỉ có một con cái và một con đực đang say đắm giao hoan. Mới đầu, Loan còn e rẻ, nhưng sau đó cô bắt đầu hòa nhập cùng âm. Những tiếng riêng khe khẽ vang lên, bàn tay được tiệt tốt cẩn thận đang bấu chặt đến tấm lưng trần của ông bố chồng đầy nhục dục. Chưa bao giờ Loan thấy mình sung sướng như lúc này. Phải công nhận, ông thêm cực kỳ điêu luyện trong khoản rừng chiếu Vậy mà sao giờ cô mới phát hiện ra? Ông đưa tay bút tóc Loan nói giọng âu yếm. Em tuyệt vời lắm, Loan ơi, anh yêu em. Rồi ông đè Loan xuống. Lần này thì như một cơn cuồng phong, với bao nhiêu ngày tích tụ, thèm khát, ông như muốn nghiền nát cô trong lòng. Nằm ôm Loan một lúc, ông mới buông ra, giọng thì thầm tiếc nuối. Bây giờ em đã là của anh, chỉ cần em thèm lúc nào thì anh sẽ đáp ứng lúc ấy. Con mèo bé nhỏ, Loan cũng ngỡ mở. Điều hồn đấy, cứ hành anh em em mãi ở mồm mà chị già phát hiện ra thì chết cả lũ. Thôi về phòng đi, từ sau nhớ là phải quan sát thật kỹ rồi vào phòng em hay chưa. Ông thêm lại cối xuống hôn thật lâu vào đôi môi ngọt ngào của Loan, đoạn nhắc nhở. Từ mai không được đi đâu nữa nhá. Cái này là của anh đấy, không cho thằng nào đụng vào đâu. Hôm đó, cả ông tên và Đoan đều ngủ dậy rất muộn. Bà Hảo đã dậy đi chợ từ lúc nào, thằng Thắng cũng đã đi học nhưng cửa phòng loan vẫn đóng trên nhà ông thêm cũng chẳng có độc tĩnh gì lúc đi bà phải gọi rõ to tôi đi chợ đây ông nhớ dậy sớm mà tự ăn sáng nhá nấu mì tôm trứng mà ăn đoàn bà mới nhìn sang phòng con dâu mà cán cảnh chả biết nhà bà cưới phải thứ dâu gì nữa ai đời con dâu chả chịu động tay động chân vào việc gì ngày có hai bữa cơm cũng chẳng xong cứ mỗi lần bà góp ý thì ông lại gạt đi kêu làm mình khó quá, lại mang tiếng bắt nè bắt nét con dâu. Thế có điền tít không cơ chứ? Bà Hảo đâu biết rằng, hai kẻ mèo mỡ kia cũng chỉ cần đợi bà rời khỏi nhà và tháng đi học là chúng lại ập vào nhau. Đúng là cái gì ăn vụng cũng ngon thì phải. Cả buổi sáng hôm ấy, đôi chim chuột bố chồng nàng dâu lại dính vào nhau như nhựa chuối. Khi chỉ còn có hai người, thì cái danh xưng bố con được họ vứt vào một xó thay vào đó là những câu từ không thể nào ngọt ngào hơn nếu không thấy người chỉ nghe họ nói chuyện chắc sẽ đoán đó là một đôi uyên ương hay của một cặp vợ chồng trẻ mới cưới mối quan hệ khuất tất của ông thêm với con dâu chẳng một ai hay biết vì cả hai đã thỏa thuận nên ngoài mặt họ không hề để ý đến nhau nhất là những lúc bà hảo cằn nhằn về con dâu thì ông thêm cũng không còn tỏ thái độ gạt đi như lần trước mà thay vào đó ông bắt đầu hùa vào với bà hảo chỉ trích loan nhưng là khi không có cô ở đó, thành ra bà Hảo chẳng hề nghi ngờ. Thắng thì chỉ là một thằng trẻ ranh, chục tuổi đầu càng dễ đối phó hơn. Cả ngày ông thêm càng xanh Loan như điếu đổ, nhưng Loan thì lại khác. Cô ta chỉ cần ông như một nhu cầu thỏa mãn xác thịt vào ban đêm. Chứ ban ngày cô đã có những dự án tiềm năng. Loan không chịu ngồi yên trong nhà mà bỏ phí cái tòa thiên nhiên của mình cả. Cô nghĩ thanh xuân của người con gái trôi qua nhanh lắm, nếu không tận dụng nó thì phí của rời. Sau khi ăn sáng xong, lo lại tung tẩy cái xe tắm hai ra khỏi nhà, mặc cho ông thêm hầm hực ghen tuông trong lòng. Địa điểm đầu tiên cô đến là ghé vào nhà bà Bô để xin mấy trăm. Hôm nọ cô đã tan tia được một cái váy trên phố rất đẹp mà chưa có tiền, nếu để lâu sợ họ bán mất. Một người chỉ ham ăn chơi đua đòi, trong khi không làm ra một xu như Loan, thì việc đánh mất mình là điều tất yếu, huống chi chính cô lại tự mình dấn thân vào. Tạt máy, dựng xe trước cửa, thấy bà Cải đang mải mê đưa hàng cho khách, lúc này mới gần 9 giờ sáng. Nên khách đi chợ vào mua hàng rất đông. Mẹ thì cứ luôn chân luôn tay, còn cô con gái thì chỉ nhăm nhăm nhìn xem mẹ để tiền chỗ nào. Bà Cải bực lắm, nhưng không lẽ đang đông khách lại quay ra chửi con. Mấy bà khách nhìn thấy Loan ăn mặc như vậy. Thì trong bụng cũng coi thường lắm, nhưng vì lịch sự nên họ không nói ra thôi. Bà Cải bảo Loan ở đây phụ mẹ một tí rồi hãy đi, lắm việc quá. Ôi, con đang bận công việc rồi mày, cho con một ít tiền nhé, con đi mua cho thằng Thắng ít đồ mẹ. Nói rồi, chẳng đợi cho bà cải đồng ý. Loan thò tay vào ngăn kéo nhúc ngay một ít tiền đếm đếm, tiền thể đút ngay vào túi và lên xe lùi mất. Bà cải ngại với khách quá, quay ra chữa ngựa. <laughs> khổ, còn với cái, chẳng biết đi đâu ở đâu không biết, cứ bảo ra bán hàng cho mẹ mà nó có chịu đâu một bà chép miệng đói con bà đẹp thế kia thì bảo nó gò lưng ngồi bán hàng cho mẹ đời nào cô ấy chịu nghe bảo chồng cô ấy đi tây hả bà hả Tào nào vợ ăn diện thế bà cãi như được gãi đúng chỗ ngứa liền vui miệng ôi thằng chồng nó chẳng biết sao mà cả gần năm nay chả có tin tức gì bà tôi cũng lo lắm nghe đâu bên ấy đang xảy ra chiến tranh chẳng biết thế nào thế nên mấy tháng nay cháu nó có gửi tiền về đâu bà bà khách kia định nói câu gì nhưng thế đông người không tiện lại thôi trả tiền hàng cho bà cài xong thì đi về ra khỏi cửa hàng bà kiên lẩm bẩm còn với trả cái nhìn cứ như con nặc nô loại này thời xưa thì khéo lên ánh cái bụng ra ối lần rồi nói xong bà ta nhổ đánh tẹt bãi nước bọt xuống đất người làng quê là như vậy thấy cái gì trướng tai gai mắt là cấm có chịu được Loan khắc hẳn với những người con gái nơi đây. Bà mẹ nào mà nhìn thấy cô như vậy cũng không muốn cho con cái mình chơi cùng. Điều đó là hoàn toàn bình thường. Bởi chẳng ai thích giao du với những cái xấu cả. Thói đời Cái xấu hay còn gọi là tiếng giữ đồn xa. Bà Hảo hay bán hàng ở chợ nên việc mọi người bàn tán về con dâu cuối cùng cũng đến tai bà. Hôm đó có một bà mua gạo hàng bên cạnh chẳng biết do vô tình hay cố ý đã ngồi nói chuyện với bà kia. Câu chuyện của họ không từ nào thoát khỏi tai bà. Này, bà có biết cái con Loan, vợ thằng Hùng không? Bà kia hiếu kỳ hóng cổ lên nói. Ui giời, tôi lạ gì? Nó là con dâu bà Hảo đấy. Có vấn đề gì à? Nói bé bé cái mồm thôi, kẻo bái nghe tiếng. Còn bé đấy, đĩ lắm bà. Chồng đi chưa nóng chỗ, đã đi tặng tiệu hết người này tới người khác. Hôm vừa rồi, vợ chồng Nhật Cái Lan cũng cãi nhau về con bé này đấy. Nghe đâu, thằng Toàn chồng nó đi lăng nhăng với con này, bị nó bòn hết cả tiền, gớm thật đấy. Ôi, thế cả, à? Loại đàn bà cứ thấy trai ở đâu là mất la mày ném. Đến đó thì sớm muộn, nó cũng dắt trai về nhà, bà nhẹ. May con trai tôi làm việc trên thành phố ít quê. Chứ không mà gặp con này, lại tan cửa nát nhà hết. Họ còn nói với nhau nhiều lắm. Nhưng bà Hào đành giả câm giả điếc để nghe cho hết. Giờ bà có bên con dâu cũng đâu có được, mà lên tiếng hỏi hai người kia, thì cũng vô duyên. Thôi, đành để ý xem, Loan có đúng như lời họ nói hay không vậy? Nếu đúng như vậy thì con này hỏng thật. Ai trước cái nhà chị Lan thì bà lạ gì? Chị này trước vẫn chơi thân với con dâu bà mà. Nhưng đúng là lâu rồi, không thấy qua lại nữa. Có lẽ nào những điều họ nói là thật không có lửa lấy đâu có khói là mẹ chồng nhưng bà hào cũng đến xấu hổ về con dâu nghĩ mà buồn cho thằng con trai đi nước ngoài lâu nay đã không có tin tức gì về bà đã giàu hết cả ruột gan nay lại phải nghe thêm mớ bùng sung về cô con dâu chắc nết này nữa thì mệt quá mà ngày xưa thằng hùng yêu con bé này bà đã nhất bực không đồng ý rồi vì thấy cái mắt nó cứ liếc ngang đã vậy lại ướt rượt Người đàn bà có con mắt này Thì một là gian Hai là dâm Vậy mà bà gàn cũng không được Nó cứ đòi sống đòi chết lấy cho bằng được Đẹp thì cũng đẹp thật đấy Nhưng không ngoan Thì cũng là vợ người ta thôi Chương 15 Kẻ phụ tình Giờ rất có thể nó đã cắm cho con bà cả đống sừng trên đầu rồi. Khổ thân thằng con dại dột của bà. Nghĩ lại thấy thương thằng cháu, bố thì đi xa, mẹ lại chẳng quan tâm lo lắng gì, cứ đi thì chớ, về đến nhà là đè thằng bé ra chửi và đánh, cứ như nó không phải là con vậy. Đúng là con mẹ mất nết. Trưa đó bà về tới nhà với tâm trạng bực bội, lại thấy ông thêm cứ ngắm ngắm vuốt vuốt làm bà ngứa cả mắt, bà sẵn giọng Ông chuẩn bị đi đâu mà sơ vin sơ viết kinh thế? Chưa rồi, thế đã nấu cơm cho tôi chưa? Ồ hay, cái bà này buồn cười nhỉ. Tôi như này mà phải nấu cơm, đó. tôi chuẩn bị đi đón thằng Thắng đây. Ồ, vậy hả? Thế thì hôm nay ông trời đi vắng nhỉ? Ngày nào ông cũng được như vậy cho tôi nhờ Vậy ông đi đi, kẻo cháu nó chờ, lại nắng. À, thế con mẹ nó lại tót đi lần nào rồi. Cả buổi chợ tôi nghe người ta nói về con loan mà rác hết cả tay. Ôi giời, Bà sống ở cái làng này bao nhiêu năm mà không biết à? Toàn với bà hàng tôm hàng cá rỗi hơi, hết chuyện nhà ra chuyện người, lại mới bèo ra bọ. Kể bố chúng nọ, mình biết nhà mình thôi. Đấy, lại bên con dâu. Nhưng thấy trời cũng chưa rồi, nên bà không đấu khẩu với ông nữa, mà đi vào nhà nấu cơm. Ông thêm phóng vội cái xe Phượng Hoàng đi đón cháu. Thực ra, ông nào có ý định đi đón nó đâu. Chỉ muốn ăn mặc tươm tất một chút để cho ra dáng một tí thôi mà. Nhưng nói gì thì nói cũng không muốn động vào cái tổ kiến lửa là bà Hảo nên đành viện cớ như vậy. Bây giờ là lúc ông phải hết sức mềm mỏng và cẩn thận, có thế mới đạt được mục đích của mình mà con mụ già lắm điều cũng không nghi ngờ gì được. Bất chợt nghĩ đến trận chiến đấu đêm qua với con dâu, ông lại tồn tìm cười thầm. Mà không biết Loan đi đâu, hôm nào cũng phóng xe đi đâu không biết. Lại còn sực nức mùi nước hoa nữa chứ. Nhiều lúc ông cũng cảm thấy ghen tuông khi thấy cô dắt xe ra khỏi nhà, nhưng lấy cớ gì mà cấm cô được. Thằng Thắng thấy ông đi đón thì mừng lắm. Mắt nó cười tít và đưa tay vẫy tạm biệt thằng bạn. Rồi leo tót lên xe của ông, miệng liến thoáng. Ôi, hôm nay ông đi đón cháu à? Thích quá. Mà này, cháu có điểm kiểm tra học kỳ 2 rồi ông ạ. Toàn 10 thôi. Ông có thưởng cháu cái gì không? Thôi đi ông tướng, tôi làm gì có tiền. Về bảo mẹ mày thưởng cho, mẹ mày khối tiền. Câu nói của ông làm nó trưng hửng. Mẹ có bao giờ quan tâm đến nó đâu. Chính vì vậy, nó học giỏi hay dở thì cũng vậy. Nó chợt à lên một tiếng vì nó chợt nhớ đến bà nội. Đúng rồi, nó sẽ về khoe với bà, chắc bà sẽ vui lắm đây. Sự ngộ nghĩnh trẻ thơ thật dễ thương. Chỉ tội cho thằng bé có một người mẹ không xứng đáng chút nào. Xe vừa dừng trước cổng, thắng nhảy tốt ngay xuống gọi rõ to. Bà ơi! Bà! cháu có điểm kiểm tra học kỳ 2 rồi, toàn 10 thôi bà ơi. Nhưng trả lời nó là một sự im lặng. thắng ngạc nhiên lắm. Cô cậu chạy vào nhà cất cặp, rồi chạy xuống bếp với một tập giấy kiểm tra đỏ chót những điểm 10. Nó thấy bà đang dọn cơm, nhưng mắt bà ngấn lệ. Thế ra bà đang khóc. Tại sao bà nội nó lại khóc? Thắng quên hẳn những gì nó muốn khoe với bà rồi giơ tay ôm trầm lấy bà giọng hoang mang. Bà ơi, sao bà lại khóc? Bà nhớ bố cháu hả bà? Bà đừng buồn nữa, cháu thương bà lắm. Bà hảo như sực tỉnh, đưa tay quệt nước mắt rồi ôm lấy thằng cháu ngoan. Chợt nhớ ra, nãy nó khoe điểm kiểm tra, bà đại cố nặn ra một nụ cười méo mó, bảo thắng. Cháu bà ngoan lắm, muốn bà thường gì nào, hôm nay bà có mua cho mày mấy cái bánh rán đấy lấy ra ăn đi, rồi ăn cơm, trả bố mày. Bình thường mà nghe thấy bánh rán là thắng lại nhảy cẫng lên, nhưng hôm nay nó chẳng hào hứng gì cả. Miếng bánh rán đắng chát trong miệng, đã lâu lắm rồi, nó không khóc. Bố đã dặn nó, phải dũng cảm, con trai không được phép rơi lệ, và nó đã nhớ lời bố nó, không khóc một tiếng. Cho dù rất nhiều lần bị mẹ đánh đau, nhưng hôm nay, nhìn vào mắt bà, nó bỗng dưng muốn khóc. Mắt nó canh xè. Hôm nay không biết là lần thứ bao nhiêu nó đi học về mà không thấy mẹ. Biết rồi nó cũng quen, vì nếu mẹ mà ở nhà thì lại kiếm cớ mắng chửi hay đánh nó cho mà xem. Trong mắt mẹ nó, nó là một đứa trẻ hư, nó luôn là cái gai khiến mẹ ngứa mắt. Nhiều đêm nó ước ao được mẹ ôm vào lòng được ngủ với mẹ như ngày bố còn ở nhà. Xong, giờ chỉ là ước mơ xa xỉ mà thôi. Nãy giờ, bà Hảo vừa nấu cơm, vừa khóc. Bà ước vì nghe người ta nói về con dâu mà mình nghe thấy rõ ràng nhưng không thể phản kháng. Bà lại thương thằng con trai của bà. Giờ ở phương trời xa, không biết nó sống chết như thế nào. Bà thấy tội nghiệp thằng cháu ruột, thằng bé đã thiếu thốn tình cảm của cha. Đã vậy, con mẹ chẳng ra thể thống gì. Không biết sau này, tương lai cháu bà sẽ ra sao. Bà bực lắm, cứ định bụng sẽ hỏi con dâu, cho ra ngô ra khoai. Nhưng nếu chưa có bằng chứng gì mà hỏi, không kéo nó lại cãi chày cãi cối, rồi mắng cho mình một trận, thì dại quá. Đành phải cố nén cái cục tức xuống, rồi từ từ tìm hiểu xem như thế nào. Bực nhất là ông thêm cứ bênh con dâu chằm chặp mỗi lần bà đề cập đến. Bà không hề biết thâm ý của ông, chỉ nghĩ ông sợ mang tiếng nên gàn bà mà thôi. Tại một địa điểm khác, ở một nhà nghỉ trên phố, Loan đang quấn lấy một người đàn ông. Đó chính là tình nát, ông chủ vật liệu xây dựng ở xã. Anh này tầm khoảng gần 40, nhưng lại thèm của lạ. Bị Loan bắt mất hồn mấy hôm nay, Sở dĩ gọi là tình nát vì nghe đâu thời chưa vợ anh ta nổi tiếng là người uống rượu chẳng bao giờ say. Đám trai là ngày ấy có người không phục mới bàn kế chuốc cho tình một trận say mềm bằng một trò thách đấu. Ý mình uống rượu ba chai chưa say, nên tình nhìn đám bạn mà cầm chai rượu lên tu ở ngực, cứ nghĩ mình sẽ chấp bận ghi một bát. Nhưng ai giải hôm đó chẳng biết uống đến chai thứ mấy, thì tình không còn biết gì nữa. Anh ta say bỏ lê bỏ càng cả ra quán, chủ quán thấy anh này say quá thì đòi thanh toán và đuổi cả bọn về nhưng đám thanh niên kia vẫn tỉnh táo còn tình khi đó chẳng biết gì nữa anh ta còn đái cả ra quần rồi nằm ngay đơ ra tại quán từ đó cả bọn gọi luôn anh ta là tình nát mặc dù sau lần đó anh ta tờn đến tận giờ có rượu chè bê ta gì đâu nhưng cái danh tình nát lại chết tên từ đó lại nói chuyện hôm nay nhưng lúc vợ về quê anh dỗ, thế là anh ta chớp thời cơ dù ngay em Loan đi nhà nghỉ. Về cái khoản này, thì cô ả à quá xanh sỏi rồi. Biết là chả có cái gì là miễn phí. Nên trước khi đi, tình đã lận ngay cả gần triệu bạc trong túi rồi. Đình bùng sau khi no sôi chán chè thì bồi dưỡng cho em Loan mấy trăm. Này, nghĩ cái gì thế? Nhìn em không thích à? Hay là nhớ đến con mẹ mướp ở nhà? Ôi, anh đã nghĩ em đẹp thế này, mà lấy tầng hùng thì hơi phí. Mà nó đi Tây những mấy năm, em chịu thế đếch nào được thi thoảng anh em mình đi đổi gió tí nhá cây con lợn sể nhà anh chán lắm làm sao mà bì với em được thế là anh ngả à lại cười rinh rích lên với nhau loan quả là người thành thục và có rất nhiều kỹ năng trong chuyện chăn gối cô đã dở hết tài nghệ ra khiến cho tình cứ đứ đừ đừ sướng tê cả người mặc dù là người có tiền nhưng từ trước đến nay tình vẫn chưa hề bước qua ranh giới ngoài vợ ngoài chồng với ai đây là lần đầu tiên anh ta đi với loan định bụng chỉ đi khoảng một hai giờ rồi về nhưng khi đã bập vào Loan rồi thì tình quên bố nó cái gọi là thời gian. Trong mắt anh bây giờ chỉ có Loan mà thôi. Sẵn tiền đang dùng rình trong túi. Hôm nay nhất định anh ta phải tự thưởng cho mình bằng một ngày sung sướng bên Loan mới được. Vậy là anh hả lại cuồn nhau nguyên một ngày. Đến tầm gần 5 giờ chiều, thấy có vẻ cũng đủ đô. Tình mới buông Loan ra trong vẻ tiếc nuối, nói. Thôi, mình về đi em. Bên nhà em đi cả ngày thế này về, có bị nói năng nặng nhẹ gì không? Loan nói giọng tự tin Em đi làm, chứ có đi chơi đâu mà nói Vậy ra Loan chỉ gật đầu thay cho câu hỏi của tình Đoàn ả à chia tay ra, ống nghẹo nói Quà của em đâu Nhớ phải thưởng cho em nhiều nhiều nhé Tình hiểu ý móc ngay cái bóp trong túi quần ra Anh định đưa cho Loan 300 Thì quả nhanh tay cướp ngay lấy cái bóp rồi dở ra đếm Đoàn ả à lấy sạch số tiền trong bóp Chỉ để lại 200 ngàn cho tình Rồi nhuền miệng cười tình Ngần này thoải mái trả tiền nhà nghỉ rồi, anh yêu à? Ui, không được đâu, trong đó có cả tiền bán hàng của anh đấy, em lấy hết thì về con sư tử, nó sẽ xác anh ra chấm muối đấy. Nỡ ấm ạ, em tưởng anh thế nào, sợ gì con cọp ấy, thiếu gì cách nói, mới có thế này mà đã tiếc rẻ với em, thì lần sau em mới đi nữa đâu, nhìn người ta đáng đồng tiền bắt gạo thế này mà còn lăn tăn. Mặc dù tiếc lắm, nhưng tình đành phải chặt lưỡi, Cả hai đi xuống dưới trả tiền phòng rồi mỗi người leo lên xe, rồi đường ai nấy đi. Mặt anh ạ à, lại phớt tình ăn lê như chẳng hề quen biết. Tình trên đường về cứ lầm bầm. Mặt mẹ nó sáu trăm bạc. Bố nó, con này cáo thật. Nhưng mà công nhận nó ngon. Cứ nghĩ đến hai cái bánh đúc của nó mà mình vẫn còn thèm. Đúng là đĩ có kỹ nghệ. Còn đoan cũng đang mở cờ trong bụng vì đào được mối bở. À không ngờ tay tình nát này lắm tiền thế, chỉ mất có một ngày mà được những 600 ngàn, bằng cả một tháng lương rồi còn gì. Kiểu này thì cô sẽ không thể bỏ qua địa chỉ này được. Giờ chắc phải tìm cách nói dối ông bà bu nhà chồng để có cớ hợp pháp mới được. Ở quê lúc đó đồ ăn không tiện như trên phố, thậm chí còn có thể nói là chậm phát triển và lạc hậu lắm. Chính vì vậy nên cách ăn mặc rất mốt, một cách đầy lai căng của Loan, không hợp một chút nào. Cô ta cứ như một con man canh di động đầy khó chịu trước mắt mọi người, Đám đàn bà con gái thì nhìn cô ta một cách đầy cảnh giác và ác cảm. Trái lại, đám đàn ông thì cứ hao háu, thậm chí nhỏ cả dãi mỗi lần thấy Loan lướt qua. Hôm nay kiếm được nhiều tiền thế này, Loan đang dự tính trong đầu xem nên mua cái gì để thưởng cho mình. Chắc chắn sẽ là một bộ cánh thật oách trên phố vào ngày mai. Và gì nữa nhỉ? Cô sẽ mua một con vịt quay để chiêu đãi cả nhà. Đúng rồi, vậy thì phải quay lại chợ trung tâm đã. Chương 16 Nổi sóng Tối hôm đó, nhà bà Hảo ngoài mâm cơm bình thường mọi ngày, thì còn có hai đĩa thịt vịt quay to đùng. Thằng Thắng nhìn thèm lắm. Nó thấy lạ vì nghe mẹ nói đây là quà mẹ nó chiêu đãi vì mới lấy lương. Chẳng biết mẹ nó làm nghề gì, nhưng sáng nào nó thấy mẹ nó cũng dậy muộn. Khi nó đi học, mẹ nó vẫn chưa dậy cơ mà. Thắng để ý thấy hôm nay mẹ vui hẳn. Từ lúc về đến giờ mẹ cứ huyên tuyên đủ thứ, nhưng chỉ có ông nói chuyện với mẹ còn bà nội thì không nó thấy bà buồn lắm thắng định hỏi bà nhưng lại thôi mẹ nó vui nhưng vẫn không thích nói chuyện với nó trong bữa ăn loan gấp cho bà hào cái đùi vịt và một cái cho thắng nhưng bà Hảo ngay lập tức gấp trả lại bà chỉ ăn những thứ có trên mâm tuyệt nhiên bà không hề động đũa đến một miếng vịt quay nào bỗng dưng thắng lại nhớ ngay đến lời mấy đứa bạn tự nhiên nó thấy ghét lấy đĩa thịt vịt bao nhiêu thèm thuồng từ nãy tan biến hết Thằng cũng đưa đũa lên gấp cái đùi vịt bỏ ra mẹ nó không hiểu ý quắc mắt lên nói vịt quay ngon thế sao mày không ăn hay quen ăn những thứ đàm bạc này rồi hả thắng cứ cúi gằm không nói gì cả họng nó ốt nghẹn miếng cơm như tắc luôn trong cổ họng bà hào nói trời đánh còn tránh miếng ăn nó không thích thì chị đừng có ép nếu muốn nó ăn thì chị phải nói ngọt Chứ mẹ nói như thế thì con nào dám ăn. Mẹ lại xúi nó như vậy có phải không? Con mua về là bởi cả nhà, chứ có phải mua về ăn một mình đâu, mà mẹ mặt nặng mày nhẹ với con. Còn thằng kia, để xem mày có như thế mãi được không? Thôi, không ai ăn, thì bố con mình ăn ạ. À. Nói rồi cô Hà lại gấp ngay cái đùi vịt vào bát ông thêm và một cái cho mình. Bà Hảo và Thắng hôm ấy ăn nhanh nhất. Hai người cũng đứng lên trước. Bà bò lên nhà, thắng cũng lên theo bà hào ngồi xuống bộ bàn ghế uống nước đại bà kéo thằng cháu vào lòng rồi ôm lấy nó thắng cảm nhận được một sự nóng ấm ở lưng áo nó biết bà nội nó đang khóc bà bảo thắng khổ thân cháu tôi bà thương cháu lắm chẳng biết thằng bố mày bao giờ mới về cố gắng mà học hành cho giỏi cháu ạ à. dưới kia loan và ông thêm cũng đã ăn xong tiếng bát đũa khua vào nhau loàng xoàng loan mang bát đĩa ra sân giếng rửa bát con chó vàng vẫy đuôi mừng rỡ đi theo chắc nó đoán kiểu gì cũng được chấm mút nên cứ quấn lấy cô chủ loan cố tình nói thật to cho bà hảo nghe tiếng mấy cả à, hôm nay ta mua vịt quay về đãi cả nhà nhưng có hai ngày không ăn vậy thì cho mày ăn luôn cố mà ăn hết nhá ngon lắm đấy nói xong cô hất tất cả đĩa xương thịt còn lại xuống sân cho chó ăn bà hảo bực lắm vì biết cô con dâu hỗn láo đang chửi xéo mình nhưng để cho êm cửa êm nhà nên bà cũng không thèm chấp lòng ngổn ngang trăm mối bà lại nhớ thương thằng con trai không biết giờ đang ở nơi đâu tại sao hùng không hề có tin tức gì suốt nửa năm dòng kể từ khi sang bên đó anh chỉ gọi điện và gửi tiền về được đúng năm tháng đầu giờ là gần một năm mà anh cứ bật tăm như bóng chim tam cá, thì người làm mẹ như bà làm sao mà không sốt ruột cho được. Chiều hôm sau, lúc bà Hảo đang lưới húi nấu cơm thì Thủy con gái bà đạp xe vào. Vừa đến sân, cô đã gọi rõ to. Mẹ ơi, mẹ có nhà không? Mẹ đây, có việc gì mà hớt ha hớt hài thế hả con? Thủy chạy vào bếp ngó nghiêng một hồi, rồi hỏi mẹ. Bà Loan đâu rồi hả mẹ? Còn bố con đi đâu? ôi già dạ, bố mày thì chắc đi đón thằng thắng còn con loan mày nhắc đến làm mẹ điên hết cả người bị gãy đúng chỗ ngứa nên tùy huỵch toẹt luôn trời ơi con sang đây cũng vì chuyện đó nè cái bà loan lăng nhăng lắm mẹ ơi chẳng biết ở nhà bố mẹ quản sao chứ bà ấy như con ngựa cái á đi hết thằng này tới thằng nọ giờ không biết đã cắm cho ông hùng nhà mình bao nhiêu cái sừng rồi khổ thân cho ông anh con có mắt như mù đi lấy vợ về làm đĩ Bé bé cái mồm thôi con hàng xóm người ta nghe thấy lại cười cho mẹ cũng đã nói nó mấy lần về cái tội ăn mặc thờ hang rồi rồi không chịu chăm lo con cái mà nó có nghe đâu con trời ơi mẹ nói nhẹ nhàng như vậy không ăn thua đâu cái ngữ này mà không rắn thì à đưa trai về nhà ngủ lúc nào không biết đấy mẹ Đi đến đâu cũng thấy người ta nhỏ to về chị ta mà con bực hết cả người đây này. Cứ như họ cố tình nói cho mình nghe không bằng ấy. Hai mẹ con đang nói chuyện, thì ông thêm đèo Thắng đi học về. Thắng quanh tay chào bà và cô, rồi để cặp vào trong nhà. Như thường lệ chỉ đợi cô cậu về là cả nhà lại ăn cơm, nhưng hôm nay Thủy đang nói chuyện thế này sợ không tiện nên bà hào bảo cháu. Lấy cái bánh giỏ bà để phần trong chạn rồi ăn đi, đi chơi rồi lát nữa về ăn cơm con nhé. Thắng vẫn là trẻ con nên cũng ham chơi như những đứa trẻ cùng trang lứa. Cô cậu vỡ ngay lấy chiếc bánh bà mua cho rồi chạy tót đi chơi. Ông thêm thấy con gái sang tầm này thì cũng đoán là có chuyện. liền nói một câu lấy cớ đổi khéo thủy. Đàn bà gặp nhau, chả có chuyện gì khác ngoài những câu chuyện làm quả thì tổ giác nhà. Mày hôm nay sang đây cũng như vậy phải không? Bố chưa biết gì, đã vội vã quy chụp. Bố không ra ngoài mà xem. Người ta nói về cô con dâu vàng bà của bố như thế nào kia kìa. Con nghe mà muối cả mặt, rác hết cả tai. Ấy. Người ta nói tai nọ sang tai kia, miễn mình đừng nghe là được. Mày lại gì cái làng này, mà chả cứ ở đây đâu, chỗ nào cũng thế cả. Cứ túm năm tụm ba vào là hết chuyện nhà ra chuyện người, toàn nói xấu nhau, trắng ra cái thể thống gì. Tao lạ gì mấy con mụ vô công dỗi nghề, hay đặt điều thêm mắm giảm muối đấy. Bà Hảo biết là ông thêm hai bên con dâu liền đến vào. Ông không ra ngoài. Ông không biết đấy. Quả là có chuyện đấy thật. Người ta nói con Loan không đứng đắn. Đi lại với hết người này đến người khác. Để bon tiền. Mình mà không lên tiếng thì hỏng. Đàn bà có chồng rồi. Thì phải đàng hoàng giữ lấy cái tiết hạnh. Đằng này... Đảng này tôi không bênh ai cả nhưng nói thì phải có chứng cứ bà nghe mấy người đó nói mà chưa biết đúng sai ra sao mình mới chỉ nghe một chiều mà về nói con loan ngộ nhỡ không phải lại thành rất nhiều chuyện khéo lúc lôi nhau ra chả đứa nào nó nhận đâu rồi bà xem cái này phải thận trọng không thể sồn sồn lên như bà với con thủy được đâu thủy nghe bố nói vậy thì tức lắm ngày trước anh hùng tuyên bố lý loan Cô cũng không đồng ý, vì thấy Loan không được đoan trang. Nhưng cô là em, chỉ có thể góp ý chứ không quyết định được. Giờ mới biết điều mình lo lắng trước đây, hoàn toàn có cơ sở. Cô chỉ dâu suốt ngày quần là áo lượt đi hoang thế này, không mang tiếng mới là lạ. Cô bực dọc vì bố cứ gạt đi, thì quay sang nói với mẹ một câu, rồi mới về. Mẹ không nói được bái thì cũng phải tìm cách nói cho bà cải bái biết mà dạy con. Cứ im như thóc ngậm thế này. Họ lại cho là mình ngu đấy. Thôi, con về đây. Cả ông và bà Thủy đều không biết là những câu chuyện ba người trao đổi vừa rồi đã lọt không sót một từ nào khỏi tai đứa cháu trai bé nhỏ. Mới đầu thắng định ra ngoài chơi. Nhưng tầm 11 giờ trưa, làm gì có ai chơi ngoài đường bây giờ? Đứa nào cũng chuẩn bị ăn cơm nên trên đường vắng hoe thắng đành phải tiêu nghỉu đi về nhưng về đến sân thấy trong bếp ông bà và bác đang nói cái gì gay gắt lắm nên cậu không vào ngay mà đứng ở ngoài nghe ngóng vốn là một cậu bé thông minh nên chỉ loáng một cái là thắng hiểu mọi người đang nói về mẹ càng nghe cậu lại càng cảm thấy khó chịu không phải vì bản thân bực bội mà vì những lời nói ấy lại khiến cậu nhớ đến lần đánh nhau với thằng chiến dạo trước thì ra mẹ cậu đúng như những gì người ta nói. Bỗng dưng cậu cảm thấy xấu hổ, thắng trách mẹ vô cùng. Cậu cảm thấy bị tổn thương và lo cho bố. Trong đầu óc và suy nghĩ của một đứa trẻ lên mười, Thắng chỉ nghĩ đơn giản là nếu bố không về sớm thì bố sẽ mất mẹ. Càng lớn nó càng thấy mẹ không giống như mẹ của người ta. Mẹ nó cứ khác biệt, lạc loài giữa một rừng người đông đúc. Nước mắt cậu trực trào ra, nhưng cậu cố ngăn lại vì nghĩ đến những câu nói của bố con trai phải dũng cảm dù cho ở bất cứ hoàn cảnh nào cũng không được khóc đúng cậu sẽ không khóc không được phép gục ngã cậu sẽ là một chiến binh dũng cảm vậy là thắng không vào nhà cậu đứng nép mình vào một chỗ đợi đến khi cô thủy đạp xe về khuất cậu mới đi ra từ lúc đó cậu cứ lầm lì không nói cũng chẳng cười tâm hồn cậu đã bị tổn thương Mấy ngày nay, nhà bà Hào cứ như đưa đám, chẳng ai nói với ai câu nào. Hình như bà bắt đầu nhận ra một điều là loan một mình một phe, ngang nhiên thách thức bà. Ông thêm thì lừng lơ con cá vàng, chẳng tỏ rõ thái độ của mình. Chỉ có thắng là đứa chóng luôn ở bên bà nhiều nhất. Nó tuy ít tuổi, nhưng lại rất hiểu chuyện. Cứ đêm đêm nó lại thủ thì động viên bà như một người bạn nhỏ. Bà ơi bà đừng buồn nhé, con chỉ mong bố về thôi bố mà ở nhà thì sẽ không có gì xảy ra cả đêm ấy bà hào đã khóc hết nước mắt càng nghĩ bà lại càng thương thằng con trai của mình bà biết nếu ngày nào hùng còn chưa về thì con dâu bà sẽ càng nổi loạn một người đàn bà không chăm lo cho gia đình chỉ nhong nhong như con ngựa cái suốt ngày thì chỉ là người đàn bà hư hỏng đã sao nhà bà lại vô phúc như vậy chứ nhất định ngày mai bà sẽ phải gặp bà thông ra mới được may ra bà ấy có thể khuyên ngăn được con gái nhưng sự việc không như bà mong muốn. Hôm ấy khi cơm nước xong xuôi, đợi cho ông thêm bà thằng cháu ngủ trưa đâu đấy, bà mới đi ra cửa hàng của bà cải. Không biết hai bà nói chuyện với nhau những gì, nhưng khi về bà hảo buồn lắm. Bà nghĩ đến bà cải là mẹ đẻ, mà con chả nói được con thì đúng là hết cách rồi. Tối hôm đó nhà bà đã xảy ra một cuộc khẩu chiến giữa mẹ chồng và nàng dâu. Cũng may bà là người có thần kinh tốt, chứ không chắc bà cũng lên cơn nhồi máu mà chết luôn rồi. Chương 17 Nỗi đau lòng mẹ Trả lại chiều hôm đó sau khi đi hú hí chán chê với tình nhân về, Loan ghé qua cửa hàng của mẹ xong mới về. Đang bực mình vì mới bị bà Hào trách khéo về con gái. Giờ lại thấy cô à, ông a à, ống hẹo, ăn mặc trống trước, hột sau, đi vào. Bà cài sẵn đang bực trong người liền sẵn giọng Chị vào đây tôi nói chuyện. Loan điện sáng ngay vào vì tưởng mẹ vẫn như mọi khi Vừa vòng tay ôm nghe người mẹ lính lòng Thì bà cài hất tay loan ra rồi chất vấn Chị đi đâu Mà ngày nào cũng như con ngựa vía thế hả Chị có biết mấy ngày qua Tôi đã nghe rác hết cả tay những lời đàm tiếu về chị không Mẹ lại nghe lung tung rồi Dư luận phức tạp lắm Mẹ quan tâm làm gì chứ Cứ để ý đến dư luận Thì nó nhấn chìm mình lúc nào không hay Tôi nói cho chị biết nếu chỉ còn coi tôi là mẹ Thì từ giờ trở đi Chỉ ở nhà chăm lo cho con cái Và quán xuyến công việc nhà Nếu chỉ còn coi tôi là mẹ Thì từ giờ trở đi Chị ở nhà chăm lo cho con cái và quán xuyến công việc nhà chị cho đàng hoàng. Đừng đi linh tinh lang tang nữa. Mang tiếng lắm. Tôi cũng đến muối mặt với ông bà thông gia bên đấy mất. Loan biết, nếu còn ở lại thì chỉ ngồi nghe mẹ chửi mà thôi, nên anh kiếm cớ chuồn cho lại Bà Cải vẫn chưa nói xong, đã thấy con gái nhấp nhà nhấp nhổ muốn về, thì hỏi thằng luôn. Ta hỏi thật nha, thế có đúng là mày đi lại với thằng Toàn, với thằng Tình Nát không? Rồi còn thằng Bảo với cả thằng Học nữa, có không? Mẹ đẻ con ra, đều dạy con điều hay lẽ phải ở đời. Chứ có phải dạy con đi phá vỡ hạnh phúc gia đình nhà người khác đâu. Con làm gì thì làm. Cũng phải nghĩ cho mẹ, và làm cái gương cho con nó soi vào chứ. Mẹ nghe ai nói lung tung về con như vậy. Mẹ nói cho con biết đi. Đứa nào mà đặt điều gấp lửa bỏ tay người, con sẽ đến tận nhà đào mà bố chúng nó lên. Chúng nó có ở trong đúng quần con đâu, mà nói như thánh phán thế hả? Mày im đi cho tao nhờ. Không phải ngẫu nhiên người ta nói như thế đâu. Nếu không có lửa thì làm sao có khói hả? Mày hãy soi lại bản thân mình xem. Chưa gì đã khùng lên. Tập thách mày, dám đến nhà người ta mà chửi can đấy. Khéo họ lại ghè cho gãy răng. Chưa ở đấy mà nói, mẹ chỉ cần nói cho con biết xem cái đứa thối mồm nào đã đặt điều cho con như vậy thôi nó mà không nói có sách mách có trứng ra thì con nào cả ổ nhà nó lên chứ con sợ cái gì các cụ nói cấm có sai Thông rỗng thì kêu to mà gái đĩ lại hay già mồm mà cái nghe con gái cứ tay đôi tay ngang cãi lại mình như chém trà như vậy thì điên lắm bà chỉ thẳng vào mặt loan mà nói cốt ngày đến giờ mà mày vẫn còn nò miệng à Mày định đeo mo chất trấu vào mặt tao đến bao giờ nữa? Có mỗi mống con gái mà mất dạy thế hả rời ơi? Ôi ông Tâm ơi là ông Tâm. Ông sống côn chết thiêng. Về đây mà xem này. Tôi không dạy được con rồi ông ơi. Loan bực mình lắm. Định vào tám chuyện với mẹ một lúc. Để về khỏi phải nấu cơm. Ai dè bị bà cài chửi cho một trận như tát nước vào mặt. Làm cô điên hết cả người. Cũng may. Tầm này vắng khách, chứ không thì biết chui vào đâu. Lạ thế đấy, dù cho cô chẳng thanh cao tốt đẹp gì, nhưng cái sĩ diện thì vẫn không thể bỏ được. Loan quay ra trách giận mẹ. Biết thế này, con không vào đây làm gì, cứ tưởng mẹ thương con và tin con, chứ không ngờ mẹ lại tin người ngoài hơn. Từ giờ, mẹ đừng nói với con những chuyện như này nữa nhé, mà con cũng chẳng nghe đâu, toàn chuyện thảo lao. Đến nước này thì bà gái không còn chịu đừng đừng nữa, bà giơ tay vả cho Loan hai cái tát như trời giáng. Bốp bốp, cút ra khỏi nhà tôi. Từ nay, chị đừng bao giờ bước chân ra đây nữa nhá. Cá không ăn mối cá ươn, còn gái còn lứa mất dạy. Tôi không chấp nhận một đứa con gái hư hỏng. Nếu chị còn không thay đổi, để tôi còn nghe thêm một lời nào nữa về chị, thì tôi sẽ từ mặt chị ngay lập tức. Giờ thì cút đi, cho tôi bán hàng, đi ngay. Loan nghe bị mẹ tát cho hai cái rõ đau, lại còn ăn trời sấp mặt, cô nàng tức khí bù lu bù loa. Mẹ không hề thương con. Không tin con là đi tin người ngoài. Con ghét mẹ lắm. Từ giờ con sẽ không ra đây nữa. Mẹ khỏi phải lo nhìn tới mặt con. <laughs> bà cài thậm chí không thèm nhìn. Tay bà cầm cái chổi lông gà khu qua khu lại rồi nói một câu khiến Loan cảm thấy như mẹ đang đi quốc trong bụng mình. Mày, mày có biết liêm sỉ là gì không? Người có sĩ diện đừng ngửa tay xin tiền người khác cũng đừng sống đời tầm gửi đàn bà nhục nhất là loại bán trôn nuôi miệng kiếm tiền bằng vốn tự có thì loại đó chỉ là cặn bã cho người đời phỉ nhổ mà thôi tao xấu hổ vì là mẹ của một đứa như mày nhục nhã quá rồi ơi đến nước này thì loan không thể nấn ná thêm được nữa cô ta gào lên rồi mẹ sẽ phải hối hận với những lời nói hôm nay của mình còn không bao giờ quên đâu nói rồi cô ta dậm chân mảnh bạch rồi ngồi lên xe phóng bút đi. Bà cài cán cảnh lắc đầu ngán ngẩm cho đứa con hỗn xược này. Người ta thường nói có 10 thì tốt mà có một lại xấu. Cái đó nó đúng y với trường hợp của bà. Đang bực dọc vì đứa con gái mất nết thì tạo, thằng con trai đi đâu về dựng xe máy đánh kịch một cái rồi mồm vừa nhóp nhép nhai kẹo vừa gọi mẹ. Thôi đóng cửa đi mẹ ơi, tối nay con có mấy thằng bạn, mẹ cho con xin kết bia nhé. Tiền sử bố nhà anh, thằng phá của chả được cái nước non gì hết con chị này đến chẳng em bám quẻ giết thế này chắc cô thần kinh chết ôi mẹ nói thế nào chứ không có con thì mẹ buồn cả đời đấy còn cái bà loan mẹ kệ bái đi có thân thì lo ai hơi đâu mà giữ mà cái bà ấy cứ như con ngựa vía ấy nhỉ đi suốt ngày vậy trả trách bàn dân thiên hạ ngứa mắt họ mới trời cho dại mày nói cái gì mày cũng nghe gì về nó phải không tạo thế hoa ra chỉ mỗi mẹ làm mù thôi sao nói mẹ nghe xem người ta nói về con chị mày thế nào ơi khổ quá đi mất ui giời nói chuyện về bà ấy thì nói cả ngày không hết mẹ mà thôi kệ đi bái to đùng ra rồi bé bỏng gì nữa cho cam mà phải lo xấu đẹp gì thì nhà chồng bái hưởng hơi đâu mà no cho mệt mẹ nói rồi chàng đợi mẹ đồng ý tà ôm ngay kết bia rồi để lên xe máy định phóng đi thì bà cài lôi ngay lại nói tôi không tiếc gì anh nhưng mà ba cái tuổi danh không lo làm ăn cứ bia bọt rượu chè thế này rồi lại nát nhà tôi là tôi chém đấy bảo rồi xem cứ đứa con gái nào ngoan ngoãn chịu có một tí rồi dắt về đây cho tôi mà anh cứ chàng ma mà chàng màng rồi bà bô cứ yên tâm khác có mà là gái xịn nhá, chứ không như bà chị rách bươm của con đâu. Mà con nói thật với mẹ, bà ấy là chị con thì con mới để yên, chứ vợ con mà như vậy, con chặt chân lâu rồi. Nhà bà Hảo kia họ hiền đấy, mà mẹ cũng bảo bà Loan biết điều tí đi, bành mắt ra là đi đến tận chiều tối mới về, họ không dắt lá chuối đuổi đi, là may đấy. Thôi, con về trước đây. Đấy là chuyện của bà Cải, còn bây giờ đến chuyện của Loan đang bực mình vì bị mẹ đẻ tế hết cho một bài thiếu nước học máu mà chết, thì về đến cổng đã thấy ông thêm đứng chờ bên ngoài. Vẫn đang tức mẹ, nên Loan định phóng thẳng vào nhà, cũng chẳng buồn chào ông. Nhưng ông thêm đã nắm lấy cái yên sau xe kéo lại, bảo Loan. Tí nữa về nhà, bà ấy có nói cái gì, cũng phải im nhá. Đừng có nói câu nào rồi lại cãi nhau. Bà ấy nói chán, cắt vải thôi. Lại gì nữa đây, Hôm nay là cái ngày gì vậy trời? Loan không nói không rằng về lời cảnh tình của ông bố chồng mà cứ thế phóng xe về nhà. Bà Hảo đang quét sân, thấy cô con dâu giờ này mới dẫn xác về. Bà ngán ngẩm lắc đầu, mặc cho Loan cất tiếng chào rõ to. Thằng Thắng đang rót nước vào phích cho bà, nhìn thấy mẹ nó bất giác ngẩn lên. Chẳng may bị mấy giọt nước rôi bắn vào chân bỏng rát, nhưng nó không kêu. Loan dựng xe, rồi đi vào nhà. Lát sau, Cô gọi Thắng. Thắng ơi, vào đây mẹ bảo. Sao bỗng dưng hôm nay Loan này ngọt ngào với con thế? Lâu lắm rồi, Thắng có nghe mẹ nói như vậy đâu. Dón rén đi vào Thắng hỏi mẹ. Mẹ gọi gì con ạ à? Loan đưa ra 500 ngàn cho Thắng. Rồi bảo, đây là Thắng lương đầu tiên của mẹ. Con cầm lấy, lát đưa cho bà, bà bà mua thức ăn nhé. Mẹ đi tắm một cái, thắng tần ngần. Thật ra, nó biết thừa mẹ nó đang nói dối. Đưa lại số tiền cho mẹ, thắng nói. Mẹ đưa cho bà đi ạ, con nghĩ mẹ đưa sẽ tốt hơn. Nói rồi, nó đi một mạch ra ngoài sân. Loan nhìn theo vẫn chẳng hiểu chuyện gì. Sao hôm nay toàn gặp chuyện gì đâu không? Thôi được rồi, tí nữa ăn cơm xong, cô sẽ đưa tiền cho bà mẹ chồng để xem bà ấy nói gì. Cô tin rằng nhìn thấy tiền thì mọi giận hờn trong lòng bà sẽ tan biến. Chả ai ngu mà chê tiền cả, cứ đưa cho bà ấy coi như mình đóng thuế ăn. Vậy là khỏi lăng nhăng, đỡ điếc tai, lắm chuyện. Cũng là để qua bà Hảo, cô muốn đập vào mõm những kẻ nhiều chuyện ở cái làng này. Bữa cơm hôm đó thật nặng nề, không khí căng như dây đàn. Chưa bao giờ bà Hảo như thế này cả. Loan thấy bức bách vô cùng. Thà bà cứ mắng trời hay nói gì cũng được, còn dễ đối phó. Chứ cứ im mỉm giết voi thế này thì ai mà chịu được cố đổ hết bát cơm rồi đứng dậy. Loan thấy bà Hảo đi lên nhà trên, thì chạy vội vào buồng, cầm lấy 500.000 hồi nãy. Nghĩ thế nào cô lại mở bóp rút thêm 100, rồi cầm ra đưa cho bà Hảo, miệng già là Chương 18 Con ngựa bất kham Hôm nay con lãnh thắng lương đầu tiên, con đưa mẹ để mẹ mua thức ăn ạ. À? Bà Hảo không cầm mà nói dứt khoát. Chỉ giữ lên mà tiêu, Tiền chị làm được, chị cứ dùng. Nhà này vẫn đủ tiền trang trải, chị không phải lo. Dạ nhưng mà bây giờ con làm ra tiền rồi. Mỗi tháng con sẽ đưa cho mẹ 600 để thêm vào ạ. Nhà con dạo này mất hút, có gửi được đồng nào về đâu. Con phải đi làm để thêm được đồng nào hay đồng ấy. Sau này còn lo trả nợ nữa. Bà Hào quay đi không nói câu nào. Ông thêm đi lên, thấy vợ như vậy thì nói chữa ngựa còn nó biết nghĩ như vậy thì tốt quá bố nghĩ con cũng nên để lại một ít mà tiêu còn phòng xe cổ nữa không nhất thiết phải đưa hết cho mẹ đâu dạ mọi lần mẹ con vẫn cho tiền tiêu vặt nên cái đó không lo ạ à. mẹ cần mấy tiền đi mẹ tôi đã nói rồi chị cứ giữ lấy mà tiêu tôi không cần những đồng tiền đó nghe mà điên cả tiết từ nãy loan đã nhún nhường nhịn bà như nhịn cơm sống rồi nay bà được thể này làm quá lên tới này thì cô cũng chẳng ý tứ gì nữa mà sổ luôn con nhìn từ nãy đến giờ mà mẹ vẫn mặt nặng mày nhẹ như thế chả hiểu làm như thế nào nữa có chuyện gì thì mày cứ nói thẳng ra đi cứ mặt sầm mày xì như thế này khó chịu lắm chị giỏi thật đấy tôi đã nói gì đâu mà chị mồm ngang miệng dọc như thế hả à? đã vậy thì tôi nói luôn chị xem lại bản thân chị xem từ khi con trai tôi đi nước ngoài đến nay chị đã làm tròn bổn phận của mình chưa chị có biết hàng xóm người ta nói về chị như thế nào không con chẳng cần biết họ nói gì vì con sống không phải vì dư luận tiền đây con cũng nhắc cho mẹ nhớ luôn nếu mẹ vẫn coi con là con dâu thì mẹ phải tin con còn nếu mẹ tin người ngoài hơn thì con không có gì để nói tùy mẹ tôi thất vọng về chị quá chị đúng là con ngựa bất kham chị cứ việc làm theo ý muốn của mình nhưng đấy là khi chị còn độc thân, không cần quan tâm đến ai. Nhưng giờ chị vẫn đang là con dâu chúng tôi, là vợ của thằng Hùng, thì chị cần phải đi đứng, sinh hoạt đúng khuôn phép, có lễ giáo gia đình, chứ không thể như hạng gái bao gái gọi ngoài kia. Chị nên nhớ, chị còn có con trai nữa đấy, chị sẽ là tấm gương cho nó soi vào, chị loan nạ. Con biết mình cần phải làm gì, nên mẹ không cần phải dạy con cũng không làm gì sai, để ảnh hưởng đến gia phong nhà mình, nên mày cứ yên tâm. Chị, chị quá lắm rồi đấy. Thôi, mỗi người nhịn nhau một tí, kẻo con cháu nó cười cho đấy, có gì đóng cửa bảo nhau, đều là con cái trong nhà. À, bà cũng bớt nóng lại đi. Hơi đâu mà nghe miệng thiên hạ, chả có ai tốt đâu, toàn bọn rồi trâu thấy đầu bầu đấy lũ dỗi hơi, nhiều chuyện đâm bị thóc, chọc bị gạo ấy mà. Lại được ông nữa. Cứ nói như ông thì lồn đầu hết. Ông cứ ra ngoài mà xem, thiên hạ họ chửi cho mà nghe. Tôi thì tôi không chịu được, giác tài lắm. Thắng đứng ở ngoài hiên nghe được tất cả, nó buồn lắm. Nó không ngờ mẹ nói lại như vậy. Tại mẹ cả, Thắng biết bà buồn mẹ vì chuyện gì rồi. Thảo nào nhiều hôm, nó đi học về, có người nhìn thấy nó còn chỉ trọ, chứng tỏ lúc đó họ đang bàn tán về mẹ của nó. Tại sao mẹ không bình thường như người khác? Sao không ai thích chơi với mẹ? Bởi vì mẹ khác với tất cả mọi người, mẹ không giống với số đông. Mà những người như vậy, cô giáo bảo là gì nhỉ? À, lập dị. Đúng rồi, mẹ nó là một người lập dị. Tự nhiên nó không muốn làm con của mẹ nữa, nó lại ước ao cho thời gian quay trở lại khi nó mới lên ba. Lúc đó nhà nó hạnh phúc lắm, ba mẹ yêu thương nhau, nó chỉ mong được như vậy. Nó ngước lên nhìn trời sao, rồi lầm bầm trong miệng. Ông trời ơi, ông hãy đem bố về cho cháu đi. Nếu bố không về, cháu sợ mẹ sẽ không còn làm mẹ nữa. Bố ơi, nếu bố có nghe thấy con cầu nguyện, thì bố mau về đi, con nhớ bố lắm. Một thằng bé con 10 tuổi đầu thật tội nghiệp nó đã thiếu đi một người chăm sóc là bố chỉ còn mẹ nhưng mẹ cũng chẳng ra mẹ thì nó biết trông cậy vào ai thắng là một đứa trẻ tự lập và hiểu chuyện giá mà loan hiểu được như vậy mà quan tâm con kịp thời thì thắng sẽ rất thành đạt trong tương lai song tiếc rằng chính loan lại là người đạp đổ tương lai của con mình cuối cùng sự việc động trời của loan và ông thêm lại vỡ lở một cách đầy hy hi hữu đúng như câu nói cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra việc dù kín đến đâu cũng có lúc hở giấy cũng chẳng tài nào gói được lửa bà hảo có thể tin chồng mà không để ý hoặc cũng có thể họ toàn hoạt động về đêm vào những lúc bà ngủ say ban ngày thì toàn khi bà đã đi chợ nên sự việc khó bị phát giác xong có một người mà cả ông Thêm và bà Loan không bao giờ để ý thì lại bị phát giác bởi chính người này. Đêm hôm ấy, trời mưa to lắm. Có lẽ cơn mưa mùa hạ khiến cho thời tiết mát mẻ nên ai cũng ngủ rõ say. Bà Hào cũng vậy. Sau khi kể cho thằng cháu nghe chuyện cổ tích xong một lúc thì bà cũng díu cả mắt lại. Thắng nằm bên cạnh cũng ngủ say từ hồi nào rồi. Bây giờ đã thành thói quen đêm nào trước khi ngủ cậu cũng được lạc vào trong khu vườn cổ tích của bà mà bà cứ như một kho tàng cổ tích vậy những câu chuyện qua giọng của bà lúc trầm lúc bổng nghe hay ơi là hay có lẽ buổi tối thắng chan nhiều nước canh quá cũng nên đang ngủ say thì cậu chàng buồn tiểu đành phải lồm cồm dậy đi đái cậu chàng không sợ ma thành ra cứ tự đi thôi không cần gọi bà Muốn đi ra góc vườn đáy thì phải đi qua gian nhà ngang nơi mẹ ngủ. Chợt thắng thấy lạ vì cứ thấy tiếng nói rúc rích phát ra từ phòng mẹ. Lý trí mách bảo cho cậu nhóc biết có gì lạ ở bên trong. Cậu rón rén đi lại gần và áp tai vào vách nghe ngóng. Đột nhiên tiếng nói im bặt. Thắng nghĩ mình nghe nhầm nên đi ra ngoài giải quyết nỗi buồn đã. Đến khi đi xong, vào cậu lại nghe thấy tiếng gì rầm phát ra từ phòng của mẹ cậu nhận đằng ấy khỏe thật từ nãy mấy tiếng đồng hồ mà vẫn chưa suy nghe gì anh bái phục luôn đấy anh cũng chẳng kém đâu thế này mới biết cha con anh đều một mười một chín cả hùng khéo về độ lì còn thua anh ấy à thêm đã đặt vòng chưa đây không khóa lại là toi đấy rồi lại ánh bụng ra thì chẳng biết là cổ thằng nào điên vừa thôi chẳng bao giờ có chữa được đâu em khóa từ ngày hùng vẫn ở nhà anh cứ yên tâm thoải mái đi trời thắng là nghe thấy cái gì thế này rõ ràng đó là tiếng của mẹ nó mà và người đàn ông kia chẳng phải là ông nội sao nó há hốc mồm thàng thốt nhưng không dám thở tại sao ông lại chui vào ngủ với mẹ nó vậy có lý nào mẹ đã phản bội bố có chết nó cũng không thể tưởng tượng được mẹ và ông nội lại đang làm cái chuyện người lớn ở trong phòng của mẹ khốn nạn thật thắng dần đến cực điểm nó chỉ muốn đập cờ xông vào mắng cho hai kẻ kia một trận tiếc là nó còn quá bé để hiểu được chuyện người lớn. Nhưng nó biết đó là việc làm đáng lên án. Mẹ nó đúng là một con ốc nhồi, đúng như lời bọn bạn nói. Còn ông nội nó, tại sao biết mẹ nó là con dâu, là vợ của bố nó mà ông vẫn làm như vậy? Thắng lại giòn rén đi lên nhà trên, để chắc chắn nó tiến lại giường ông nội, ngó cổ vào, tay cua sang hai bên. Nhưng chẳng thấy ông đâu cả, chiếc giường trống không. Nó lại đi về chỗ bà, một sự đấu tranh dữ dội nửa muốn gọi bà dậy, nửa lại không. Cuối cùng, nó chọn cách im lặng. Nó sợ đang đêm bà sẽ nằm um lên. Nó sợ những giọt nước mắt đau khổ của bà. Và để bảo vệ tất cả nó đành lặng im. Xong không phải là đồng lõa với cái xấu. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu cậu học trò lớp 4. Nhất định nó phải dình bằng được. Nhất định là như vậy. Từ lúc đó Thắng không tài nào ngủ được. Nó lại để ý xem bao giờ thì ông ra khỏi phòng mẹ nó một đứa trẻ con như trắng đúng ra phải được sống với đúng tuổi thơ của mình. đằng này cậu lại về gồng mình lên phải chứng kiến những thứ đúng ra không nên xảy ra với cậu. mài suy nghĩ miên man mà phải một lúc lâu lắm. khi tiếng chó bắt đầu sủa nhặng lên ở mấy nhà hàng xóm thì thắng mới thấy ông đi lên. trong bóng tối lờ mờ nó thấy ông chỉ mặc mỗi cái quần cộc. nó bắt đầu mất niềm tin vào người lớn. nó ghét ông, ghét mẹ trong ngôi nhà này nó chỉ còn bà là người thân duy nhất mà thôi. từ hôm nay trở đi nó không coi ông là người thân nữa mà chỉ là người sống chung nhà. nó thấy bà nó thật đáng thương. bà đã bị hai người kia lừa dối. nó có nên nói cho bà biết sự việc đêm nay không? bà hào nhận thấy mấy hôm nay thắng khác lắm. của cậu cứ lầm lầm lì lì ít nói hẳn đi. nhiều hôm nó còn không muốn đi học. bà buồn lắm. bà hỏi vì sao đang học giỏi lại không thích học nữa? thì Thắng chỉ đáp cột ngồn. Con không thích học nữa bà. Học giỏi cũng chẳng làm gì cả. Không ai thích con học giỏi cả. Cứ học bình thường như các bạn vẫn lên lớp được mà bà. Bà Hào rút ngay cái roi mây vẫn thường gác trên bếp dứ dứ vào mặt Thắng nói. Ai dạy con như vậy hả Thắng? Con có biết con nói câu ấy là bà thất vọng như thế nào không? Con phải học. Phải cố gắng học thật giỏi để làm dạng danh gia đình. Bà chỉ biết trông cậy vào con thôi bố mày không biết sống chết thế nào nếu mày cũng hư hỏng thì bà chết mất nói rồi bà quăng cây roi ra sân rồi ôm chầm lấy thắng mà khóc thắng ôm lê vai bà giọng hối hận con xin lỗi bà con sẽ học thật giỏi cho bà vui bà đừng buồn nữa nhé bà nín đi ừ con phải hứa là không được bỏ học cố học giỏi để sau này đi nước ngoài tìm bố về cho bà chủ nhật thắng được nghỉ học Cô cậu dậy sớm lắm. Thấy bà dậy đi chợ, cậu cũng dậy theo. Bà bảo cứ ngủ tiếp đi, nhưng Thắng không nghe. Cậu ra sân tập thể dục. Bà thấy vậy, nhìn Thắng âu yếm. Trong đôi mắt bà, ánh lên niềm tự hào khó tả. Bà bảo, mày càng lớn, càng giống thằng bố mày. Còn à, bà chỉ còn hy vọng vào mỗi mày thôi đấy. Sư bố mày. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 3 của Yêu Kẻ Hoàn Lương. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 4. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán giả có một đêm thật ngon giấc.